Và thưa quý vị thân mến, xin ngay bây giờ thì Tuấn Tùng xin trân trọng được kính mời hai đại diện của tập đoàn dược phẩm IDC và Medolife Việt Nam khu vực VTR02, anh Lê Tiến Vinh và chị Nguyễn Thị Phương Minh sẽ đồng thời đặt bút ký vào biên bản thỏa thuận hợp tác. Và thưa toàn thể quý vị, việc ký kết hợp tác toàn diện giữa tập đoàn dược phẩm IDC và Medolife Việt Nam khu vực VTR02 ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi bên. Và đây sẽ là khởi đầu thuận lợi, mở ra những thành công trong thời gian tới của tập đoàn dược phẩm IDC cũng như Medolife Việt Nam khu vực VTR02. Thưa quý vị, và ngay sau đây tôi cũng xin phép được xin mời hai đại diện chúng ta sẽ trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự ký kết và thỏa thuận hợp tác tuyệt vời này của Medolife VTR02 và dược phẩm IDC, được không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn quý vị, xin trân trọng được cảm ơn anh Lê Tiến Vinh, tổng giám đốc tập đoàn dược phẩm IDC, và xin trân trọng được cảm ơn chị Nguyễn Thị Phương Minh, giám đốc Medolife Việt Nam khu vực VTR02. Xin được trân trọng cảm ơn hai anh chị. Và chúng tôi xin được long trọng tuyên bố lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tập đoàn dược phẩm IDC và Medolife Việt Nam khu vực VTR02 đã thành công tốt đẹp. Và ngay sau đây thì Tuấn Tú xin trân trọng được kính mời các anh chị là quản lý, đại lý cũng như các anh chị là đối tác khách hàng của dược phẩm IDC, chúng ta sẽ tiến lên khu vực phía trước và chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức cũng như với lãnh đạo của hai bên. Xin trân trọng cảm ơn. Đọc 1, 2, 3. Thật là tuyệt vời phải không ạ? Và tôi tin rằng những nụ cười của anh chị hôm nay sẽ tiếp tục nở trong rất nhiều năm sau này với sự hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị. Rất là tuyệt vời, xin trân trọng, cảm ơn.